Châu xin mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Món Ngon Lề Đường nha các bạn. Hôm nay thì Châu sẽ đến một cái quán lề đường, thì ảnh chuyên bán về gà nướng mua ớt nha các bạn. Thì mình là sẽ review cho các bạn xem cái cách ảnh làm, và mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức chung với Châu nha. Ok, thì sau đây mình sẽ đến cái chỗ ảnh bán nha các bạn. Ok, em chào anh Đức nha. Anh Tấn. Thì hôm nay em đến em review mọi cái cách làm cách nướng gà nướng của anh. Thì giờ anh mua cái con đó đó, cái con mà chưa có ấy muối á, mình nướng chắc khá lâu á anh, nướng lâu không? Hả? Còn chưa ấy muối mình nướng lâu không? Thì mình làm cái con mà chưa ấy muối mình làm cho các bạn xem luôn. Thì muối ớt này cay không anh Tấn? Cái muối ớt này không có cay nha các bạn, mình có thể cho trẻ em ăn được, con nít ăn được nha. Đây nè, đây thì mấy cái con này thì nè ấy muối ớt rồi, có ốp muối ớt rồi nè các bạn, nhưng mà chưa có nướng thôi đó. Còn mấy con này là chưa có ốp nè các bạn đó. Thì mình sẽ đó. Ok, đây là cái cách làm nha các bạn. Đây nóng quá. Đây là anh mình lấy mình chét dầu hả anh, hay là chét cái gì? Như là có xả tế rồi này nọ luôn hả? Thì một chút nướng xong rồi mình sẽ mời các bạn dùng với mình luôn nha. Mình sẽ ăn tại chỗ luôn nha các bạn. Đây ảnh đang ốp gia vị đây. Ok, ngon không? Đây là cái video đầu tay của mình nha các bạn, cũng rất mong tất cả mọi người và các bạn cùng ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực để ra những cái video quán tiếp theo và những món tiếp theo nha các bạn. Đó. Cắt ớt hai mặt luôn hay là một mặt thôi? Này mình gắt ớt hai mặt thôi nha. Mình gắt ớt hai mặt thôi cho nó ngon. Ok, thì than nó cũng đang cháy nữa. Đây là anh Tấn nha các bạn. Anh Tấn, của anh từ đâu xuống đây anh Tấn, anh bán anh Tấn anh Tấn ở Cần Thơ nha các bạn. Xuống Đại Ngãi bán rồi đó. Anh Tấn có tiệm ở Chảnh đúng không anh Tấn? Có tiệm bán 10 năm rồi anh Tấn. Anh bán tiệm ở Chảnh 10 năm rồi nha các bạn. Đây, giọng nói nhỏ quá, mình hơi lặp lại. Đó, đây em gắt con ớt rồi nè. Đó, nhắc con ớt này nhìn con gà bén ngót nha các bạn. Quá ngon luôn. Ok, điện thoại mình sẽ nhờ anh Tấn nha các bạn. Cắt cho mình một cái phần trên con gà để mình mời tất cả các bạn cùng dùng với mình. Đó, chứ mình vừa cầm mình vừa quay nữa các bạn. Wow, quá ngon nè các bạn. Thấy không, đẹp mắt không? Bây giờ chờ gà quay nè. Nay mình nướng tầm bao nhiêu phút anh Tấn? Rồi. Vậy là gà này là anh Tấn làm rồi nha các bạn. Chín sẵn rồi. Thì mình chỉ cần nướng khoảng 5 phút nữa thôi. Em đứng phía đây nóng dữ vậy trời. Đây thì ở trên phía trên này còn rất là nhiều nha các bạn. Đây phía trên này nè. Ở đây anh cũng có bán đầu gà nè các bạn. Đó. Rồi gà ớt sẵn rồi. Này có cả 10 cả chục con không? Cả chục con anh Tấn. Đây là khu vực của anh bán là ngay chở dòng xuyến nha các bạn. Đây. Ngay chỗ dòng xuyến Đại Ngãi nha. Đó. Hiện tại bây giờ ảnh bán thì giấc chiều không các bạn. Thì mình cũng sẵn dịp giấc chiều mình có thời gian nên mình lại review cho các bạn xem. Okay. Quá ngon mà. Các bạn
nhớ nhấn đăng ký để xem những cái quán lề đường tiếp theo và những món ngon tiếp theo của Châu nha. Đây các bạn còn rất là nhiều gà nữa, các bạn chưa có ốp nha. Anh Tấn anh cho ba cái phụ liệu nữa các bạn. Ớt xanh, ớt xanh nè. Cái gì nữa vậy anh? Bắp cải. Bắp cải giống như con chi vậy đó. Mấy cái này mình kèm theo mình ăn các bạn, rồi hồi chút xíu nên mình mời các bạn dùng với mình nha. Nhìn thấy nó con gà nó đỏ ghê ha anh Tứ. Cái ớt này bột ớt này nó không cay đúng không? Thế mà bây giờ mình gặp ớt tươi á, tươi một cái là thôi ăn là phê luôn. Cái chỗ anh bán cũng lý tưởng lắm rồi các bạn, nghe chở dòng xí nãy ngãi nha, ai có ăn thì lại ủng hộ anh luôn nha. Rồi còn chờ con gà nó chín nha các bạn, mình đang chờ nó chín đây. Chín rồi mình cũng hàng này nướng bá phát ha, con gà ngon ghê không. Video nãy giờ cũng 5 phút rồi, con gà chắc cũng được rồi đó. Hồi tí xíu nữa anh cắt cái phần đùi cho em đi ha, để em mời tất cả mọi người cùng ăn. Chắc một phần như thế này thôi. Đây là anh Tứng nè nghe các bạn. Đó. Anh Tứng hôm nay nhiêu tuổi anh Tứng? 46 tuổi rồi. 46. Chú Thành. Làm nghề được 10 năm mà hả? Cũng lâu dữ nha. Hồi xưa là thái tóc thôi, chỉ ngày. Xưa anh cũng biết thái tóc nữa hả? Rồi chuyển nghề qua đây. Thợ tóc luôn nha các bạn. Đây, quay cái địa điểm anh cho các bạn xem. Thì cũng nằm ngay dòng xiến nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Kế bên quán ốc Sông Na nha các bạn. Thì hồi xưa quán ốc Sông Na là nằm khúc đằng kia, còn bây giờ thì dời lại gần dòng xiến rồi. Thì xung quanh đây cũng rất là nhiều nhiều quán nha các bạn. Ok. Không dán anh gà nướng luôn. Không dán anh gà nướng. Biết mình review cho mọi người xem anh. Giờ ủng hộ bây giờ giúp luôn. Bây giờ là gà nó chín rồi nè, anh khui hàng nè các bạn. Anh mở cái sợi dây dò ra nè. Đó. Mở sợi dây dò ra. Vậy là được chưa anh Tứng? Trời, nhìn thấy em thèm quá trời. Mọi người mà ai ở Đại Ngãi thì lại ủng hộ anh Tứng luôn nha mọi người. Anh Tứng bắt đầu bán là khoảng mấy giờ anh Tứng? 1 giờ nha mấy. 1 giờ anh bán nha các bạn. Thì ai có ăn sớm thì 1 giờ là lại anh lại ăn vừa. Bán đến 9-10 giờ tối luôn. Ok xong rồi. Rồi anh cắt cho giùm em luôn đi. Sau đây mình nhờ anh cắt cho giùm luôn nha các bạn. Ngon không? Ok. Ok anh cắt giùm em cái đùi đi. Ok anh cắt cho mình cái đùi, mình mời tất cả mọi người dùng với mình nha. Và sau đây mình mời tất cả các bạn cùng dùng với mình nha. Thì anh Tứng cũng đã sắc ra rồi các bạn. Thì sau đây mình cũng mời anh Tứng luôn nha các bạn.
mời anh Tuấn nha. Cái này thì cho anh không ăn đi nha. Không thì anh dùng với em đi, anh dùng với em cho cái dạy. Ok, mời anh Tuấn. Ừ, mời. Cầm cái này đi. Không, miếng nhỏ, miếng nhỏ. Thì anh Tuấn giờ dùng miếng nhỏ này các bạn. Đây. Thì gà anh nướng anh nhìn hoài anh cũng mời các bạn. Đây, cùng mời tất cả các bạn với mình dùng gà nướng dùng xay, chỗ dùng xay với mình với anh Tuấn nha. Ok. Thì đây là ớt xanh nha các bạn. Đây mình không có đồ dùng nên mình để tay bóc nữa các bạn. Còn đây là kim chi nha các bạn. Đây là kim chi. Kim chi làm màu bắp cải. Hiện tại thì mình đang đói bụng nên mình ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Thì cái video này cái video like của mình nha các bạn. Cũng rất mong tất cả các bạn đăng ký để mình có động lực mình ra những cái video quán tiếp theo, quán lề đường tiếp theo nha các bạn. Và mình sẽ review các những cái món ngon hơn cho các bạn xem nha. Ok. Mời tất cả mọi người nha. Tuyệt vời. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc video, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của Châu nha. Mọi người nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho Châu, để Châu có